đang đánh tông kia. Ngược đi bộ lại. Ủa rồi ôi, nào, trật tự, thằng này là thằng đợi, không phải là thằng mong. Mong đâu. Ôi trời ơi, nổi lên cái bọn này sao? Chắc tự. Kia Morning, Daewoo, Samsung, LG. Bác nói gì đấy? Bác tưởng mày sang bên kia mày quên tiếng Việt rồi. Đâu, cháu vẫn nói chuyện với mẹ cháu bằng tiếng Việt Nam mà. Thế à? Thỉnh thoảng cháu còn mua ca nhạc của Việt Nam về nghe đấy bác. Ôi thế là còn giữ được truyền thống nhỉ? Tôi bảo này. Thì tại sao sao hàng gốc Việt mà ăn mặc tới dưới lại tỏ tay thế nào? Vớ vả vớ vẩn. Ở Việt Nam mình rách dưới nhưng mà sang bên kia là mốt đấy. Thế à? Cái lông gì đây? Ôi ơi, sao cái lông này giống lông chó vẹn của tôi thế hả? Không thì ăn mình nói giữ mồm giữ miệng chứ. Cái lông cừu của người ta này bảo là lông chó. Lông cừu à? Cầm một con đừng nói nhá. Ơ bà vớ vẩn. Em hợp với lông cừu đấy. Anh cho em đi. Ôi, anh cho em đi. Này. Cái bà này ông cười trần à? Cái bọn này buồn cười nhỉ? Thế là mong có phải là mong của chúng mày đâu mà cứ lôi ra dùng bừa bãi thế hả? Để xé rách cái quần áo thần tượng để trong trái tim ấy. Thôi đứa nào chụp ảnh như chụp ảnh khẩn trước đây. Nào thôi không gì. Nhà báo họ đến rồi là phức tạp ta bây giờ. Thôi thôi, cháu đi về nhà. Đi về nhà. Nào, đi về nhà đi, khổ quá. Chết với tôi. Mẹ! Mẹ ơi! Cái gì? Dân cái này! Mẹ biết cái gì chưa? Cái gì? Anh Kim giữa Múc về đến đầu làng rồi ấy! Mọi người đang tặng hoa với là chụp ảnh ở đông cực! Trời ơi! Múc mà xúc mà Múc! Anh cái lanh tanh phanh ấy! Theo tứ tự trong họ nhá! Thằng Mống nó phải gọi mày bằng chị! Mày cứ gọi vớ va vớ vẩn trong họ người ta cười cho! Ơ! Thế là con là chị của anh Kim giữa Múc á? Phải! Thế là mẹ là bác của anh Kim giữa Múc. Vâng. Ui thế là cả nhà mình thế lực nhờ hoành tráng nhỉ. Thế còn phải gọi điện cho bạn con mới được. Chúng nó không tin là con là chị của ngôi sao diễn viên Hàn Quốc đâu. Mày giờ nào quay đấy nhá, lẩm cả lẩm cầm gan dở như bố mày ấy. Rõ là bố nào con đấy mà cô có biết không? Để biến cô thành ngôi sao ca nhạc biết tốn bao nhiêu tiền thịt lợn của tôi không? Tôi có lằng nhằng đi vào trong buồng luyện giọng. Biết rồi. Và bố vẫn đi vào. Ô, cái gì đây? Này, đưa đây. Trời ơi, con với cái gì? Phước gì đây hả mẹ? Cái này là thức ăn cho chim, đưa đây. Phước gì đây hả mẹ? Con với cái gì? Con nhìn cái gì nữa nhá? Đây là thuốc dành cho đàn ông. Chán là chán thế nào? Với mẹ, bố mày là nhất. Mà mày biết đấy, từ ngày bố mày tính kế ủ mưu để biến mày thành ngôi sao ca nhạc, cứ để mẹ thân gái đặng trường nằm vò võ một mình trên giường vớ vẩn đây mai mẹ biến thành con cá du đực và chết à. Cười cái gì? Đi vào trong buồng luyện giọng cái lên nhanh. Vừa va vừa vẩn nhoà lằng nhoằng. Sao thuốc lao với chất thuốc lá lằng nha lằng nhằng phen này á. Tôi xem là đã ông định nét với tôi ra làm sao rồi. Trời ơi. Trốn thuế với tôi à? Nào. À, lẫn lộn thế này có mặt tay đen nó biết là thuốc gì. Đấy. Tối nay bắt trời lão về lão chết với tôi. Thuốc ơi. Bạn ơi. Bạn ở đâu rồi? Đây, đang ra đây, có cái thân tôi. Thế đã lo tiệc tùng chưa? Tiệc tùng nào? Ồ thế sao im mắng ngồi lại thế này? À, đã thịt ngựa chưa? Ngựa nào? Ngựa cứ lựa tự phừa. Ngựa ông Trung ông gửi mang thịt ngựa của ông đi mà liền lòi mắt ra. Khổ quá, tôi đã bảo rồi, nhà hàng Sơn Tiên hôm nay đóng cửa, lấy thịt ngựa tiếp khách. Sao đây không động tĩnh gì thế này? Con này động mới tính từ nấy vã vượi mồ hôi rồi, hành tỏi cái gì? Đây. Bác. Hả? Giúp việc nhà mình cãi giỏi hướng rồi. Cái gì đâu? Úi dồi, khổ quá nhỉ, nhà mình bây giờ còn điều kiện nó khó khăn lắm. Thế làm sao mà đủ tiền để thuê người giúp việc, không như bên Hàn đâu. Dạ, đây ạ.
Này, láo rồi. Vợ bác mà đấy. Thế bác gái mà mày không nhận ra. Dạ, cháu xin lỗi bác ạ. Dám. Dạ, cháu xin lỗi bác ạ. Vâng. Bác ăn mặc giản dị quá, cháu lại cứ tưởng người giúp việc ạ. Dạ. Vâng, suốt ngày phơi mặt ra ngoài đường ấy, lấy đâu mà đẹp. Gớm. Mà không có tiền thuê người giúp việc như Hàn Quốc đâu. Dạ. Chả giấu gì cháu thế này. Bác gái từ ngày chuyển nghề sang cái dao tay thớt ấy, thịt lợn ấy, đâm ra chồng cứ bổ nhách bổ nhạt thế này. Mà nói này, xuống bếp chuẩn bị xem cơm áo gạo tiền thế nào đây. Mà tôi cấm bán này không bán được. Cái gì? Này, sĩ nó vừa rồi, sĩ lời mất ra không ai chịu được. Con này mà không tay dao tay thớt ra, tay nam tay nhặt ra, tôi mà phơi mồm ra, lấy cái gì đổ mồm. Ôi, nhưng mà tôi đã nói với ngôi sao ca nhạc rắn mồng đấy rồi. Tôi đã nói với nó rồi, nó sẽ về dạy con gái mình nhá, sẽ trở thành ngôi sao ca nhạc. Lúc đó thì hốt cả bạc luôn, không phải nó đổ vào mồm đâu, có khi nó còn tràn ra cả. Sao với răng đâu tôi chả thấy, thì mây mới khói thì cứ mờ mịt tăm cá ra, tôi mặc xác bố con được không, muốn làm gì làm, dối ruột. Từ nãy hơi nóng, biết bố mày về, mệt, điều quan trọng, cho nên tôi chuẩn bị cốc nước vối rồi đấy. Tôi vào tôi lấy cho bồi dưỡng nhé, đợi tôi tí. Được vối mà được bồi dưỡng. Tâm lý nhỉ, cái tâm lý lắm. Thấy bác cháu mình cứ uống nước vối cho nó mát trong, cho nó rỗng ruột trong này, ăn nó mới ngọt miệng, hiểu chưa? Đây. Ông đây, ông uống đi nhá, loại đặc biệt đấy, hết ghê kìa. Bác gái cháu được cái là khẩu xà mà tâm Phật. Uống gì, uống đến đâu cần câu biết đến đấy. Ông Chảo ơi, ông Chảo. Đồ của ngôi sao chú Mồng để đâu? Con cứ để đây trong. Dạ vâng. Này, thế con... ta chuẩn bị bảo mọi người là mổ gà, mổ lợn, mổ ngựa chưa? Ông trẻ cứ yên tâm, mọi việc giao cho con là đâu có đó, thịt chó có lá mơ. Đúng. Bây giờ cháu ra ngoài, cháu khóa cổng vào trong. Vâng. Nha, cháu cử khoảng 7-8 thằng gác ở đây nhá. Vâng. Trong bất xuất mà ngoại bất nhập nhá. Để làm gì? Để kẻo cái bọn tuổi tin mà nó hâm mộ, mà nó mò, nó kéo đến đây, nó xin chụp ảnh mới là chữ ký không được mệt mỏi đúng, lắm. Đúng. Ông trẻ sáng suốt. Đấy, buổi sáng lúc chú Mồng đi taxi về đây, con đã phải đứng ở tận ngoài làng. Đấy. Một vòng bảo vệ đấy rồi mà vẫn còn một lũ xông vào. Tôi nói lần này con sẽ làm hai vòng bảo vệ. Tốt rồi. Này, không phải nước của anh nhá, nước của ông anh, mình uống đi. Nước vối vào. Nước vối. Cho cháu xin một hớp. 10 năm nay cháu chưa được uống rồi. Này, mong, cốc này không phải của Mồng nhá, cốc này bà làm riêng cho ông. Mình uống đi, của riêng mình đấy. Cái nước vối này sang nhà con nó bung một nồi cơ mà. Tí nữa bà rót cho ông cốc khác. Này. Ôi trời ơi, thế là xong rồi. Thế là bà bàn cháu nó hưởng thế này của hãng không thế thì... Tôi lạ thật, cái bà rót cho một cốc nước vối mà nó làm hớp hết luôn. Còn với cháu mất dạy. Bà thôi, bây giờ thế này nhá. Bác nhờ cháu. Cháu phải giúp đỡ bác là dạy cho cái con rời đánh thánh vật nhà bác ấy. Cháu ấp nó làm sao để cho nó lở thật càng nhanh càng tốt nhá. Bao nhiêu những bài hát của Hàn Quốc là cháu dạy cho nó hết. Kể cả Gangnam Style cháu cũng dạy nó luôn. Mà làm sao ấp cho nó nở càng nhanh càng tốt nhá. Nở làm sao được bác? Muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng ấy, phải học qua trường lớp đàng hoàng chứ. Có phải là một cháu chịu? Mày muốn là nó có bài bản ấy nhỉ? Bây giờ người ta có cần phải bài bản đâu. Học đi kiểu như đi tắt đón đầu ấy. Con đường nào mà chả có cái đường đi tắt cho nó ngắn. Giúp bác đi nhá. Thôi cháu không biết đâu. Cái thằng này. Ông bà trẻ ơi. Cái gì đấy? Con chuyện gì đấy? Hiện nay là tình hình vô cùng căng thẳng. Có người chết đuối à? Gì? Dạ còn hơn cháy cả nhà. Không hơn cả cháy nhà nữa chứ. Này, bây giờ ở ngoài cổng nhà mình nhá, nào là con đã giao hàng rào bảo vệ rồi, mở thông tấn thôn, thông tấn xã, thông tấn huyện, cả vào tỉnh nữa, mỗi người cứ cầm một cái máy điện thoại bảo là vào đây để tác nghiệp. Thế con làm sao con cản lại được nữa? Mà chưa hết đâu, lại còn một cái bọn lăn nhăn nữa, nó đợi vào xin chữ ký,
Với lại nó chụp ảnh với cậu Hồng đấy. À, cái bọn tôi tin đấy gì? Dạ, thế ở ngoài nó căng nhưng mà trong nó có căng đâu mà sợ. Bên trong thì hình cô ba nó cũng rất quan tâm. Cái làng nhà, cái tóm lại thì càng đông càng vui. Con nhà nhà mình càng nổi càng trước mình thành. Đúng rồi, tốt quá. Càng hơn trời tốt. Nào, còn sao nữa? Có mỗi ông bà hải hê thôi, còn con tình hình căng lắm để con đi về với vợ con. Này! Dạ. Đừng có láo nhá. Dạ làm sao ạ? Tôi định đảo ngũ đấy à? Dạ con đang cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Dạ. Thế anh ấy bỏ về thì tôi hỏi anh dạ. Ở cái họ này dạ. Vợ anh to hay là tôi to? Ông dạ. Trẻ anh. Dạ ông trẻ vẫn là người to nhất ạ. Ừ. Con nghĩ ông trẻ vẫn to bằng Rời. Ừ. Nhưng mà Rời mới chỉ đứng thứ hai thôi. Ừ. Bây giờ làm nhất vợ nhì Rời bà trẻ hạ cho con về. Bà biết dạ này này. Này tới đây. Dạ. Bà bảo nhá. Dạ. Dạ. Chỉ có bà hiểu mày thôi. Dạ vâng. Tao tưởng là tao ăn ốc thì hóa ra mày ăn ốc rồi vợ mày đổ vỏ. Không con này này. Dạ. Cái thuốc này thế mà nó nghiệm nó phết ấy. Cái dẫn gì nhanh như điện ấy. Dạ, đây. Con không hiểu. Ừ, dạ, thế bà dạy con thế nào ạ? Chăm người thế nào? Dạo rực lắm ạ. Có xôn xao không? Dạ cứ xôn xao cực kỳ luôn ạ. Có gì dạo không? Gì dạo gì dầm bão tố nổi lên đến nơi rồi. Chất lượng thuốc rất tốt. Dạ. Bây giờ bà dặn một nghe đây này. Dạ. Bây giờ mày đừng đi cửa chính nghe bà. Mày phải trèo qua tường nhá. Về nhanh gặp con vợ rót nước càng nhanh càng sớm. Và đừng có tạt ngang tạt ngửa rồi tan cửa nát nhà. Nhưng mà tại sao lại về thế? Ui chuyện này chỉ có tao biết. Dạ vâng thế bà hiểu biết. Con dạ vâng. Về đi. Dạ vâng con xin về bà đi. Xin thưa ông trẻ. Ôi này cần thấy không á? Rồi ôi trước thì nặng bồng rồi sau mông nhẹ tách tích kia mất hết cả hình tượng đẹp. Ôi chứ còn chuyện con gà thì mình giải quyết thế nào đây? À thì sắp tới đây tôi định là đưa cái con bắc bom ấy. Bắc bom nào? Cái con nhà cái mình ấy. Ui xảo, bác bom đau hết cả lưỡi. Cứ ông cứ gọi nôm na là con bác bom này. Mà không cẩn thận nó là bom trong nhà nó nổ một tan xác pháo đấy. Được, vui cứ một bà nhá. Nó là con gái bà nó bảo là con bác bom cái gọi đó là con bác bom để cho nó Hàn Quốc. Được chưa? Bây giờ mới cho nó đi cùng mấy cái thằng rắn mồng này đi sang lánh nạn đi. Sang nhà sang thằng Tít hả? Nhân tiện để cho cái thằng ngôi sao ca nhạc rắn mồng này nó ấp con gái mình. Nó ấp nó thế nào? Ấp thì để cho con gái mình nó nhanh nở thành sao ấy. Nở thành sao thì được. Bác ơi, cháu xin bác đấy. Cháu không giúp được đâu. Sao? Hình thức chị Ngà nhà mình như thế nào cháu biết rồi. Này. Cháu là cháu gặp nó từ cách đây 10 năm nhá. Bây giờ nó 10 năm sau nó dậy thì bây giờ nó đẹp rực rỡ luôn. Mà này, nhìn hai bác như thế này, làm sao con bác có thể là xấu được? Tôi nói cho anh rắn mỏng biết nhá. Ừ. Tôi một thời ở làng này là Kiều Nguyệt Nga giáng ghế. Ừ. Mà cha mẹ cũ để con kiên, cha mẹ hiền để con giữ. Muốn xem hình tượng không? Kìa, bác bom ơi! Bác bom ơi! Lại đây, lại. Đấy, đấy. Nhưng dám đi nữa chưa? Đấy. Là nước mai. Em chào anh Bắc Bom. Anh thế nào? Đây là cái thằng rắn mỏng. Có nghĩa là trước đây con mẹ nó là em của bố. Nhá. Ngày xưa con mẹ nó đang chữa. Thế này đi ra ngoài đồng để mò cua. Không may bị con rắn mỏng nó cắn. Thế là đau quá, chửa, đẻ luôn. Có thằng này ạ? Đẻ ra thằng này. Thế bây giờ con nhé, nhớ là đi theo ngôi sao ca nhạc rắn mỏng đến để nó ấp cho con, để con nở phát một thành cái lằng nhằng gỡ mỹ mãi. Sang đấy để thằng mồng nó cùm kèm, nó giáo dục mày trở thành ngôi sao ca nhạc sáng chói nay mai. Hai đứa đi nhanh. Đi ngay bây giờ ạ? Đi ngay bây giờ. Bác chỉ còn mà biết chết em ấy. Em mà múc, em vào trong đi. Rồi chị đứng này cảnh giới cho. Ôi là hồi lên ơi. Ôi sao ông mẹo ơi. Anh, nó sao mà te tua này? Con chào cô chú ạ. Sao đây? Dạ, chả hiểu thế nào. Từ cái lúc uống cái nước vối bên nhà, ông bà trẻ pha cho đấy. Về nó buồn cười. Em nước vối bên nhà cô à? Dạ vâng, con uống hết một cốc mà. Nó uống nước vối bên nhà em. Rồi, đấy là thuốc xích cha. Dành cho ông trẻ chứ không phải dành cho mày. Thế là đáng đời rồi. Tại sao uống cốc nước vối đáng đời? Cô nói gì con không hiểu ạ.
Thôi rồi, từ từ lớn thì hiểu. Lúc này, bàn lịch chính nhá. Ông trẻ ra lệnh, từ giờ trở đi mày sẽ trở thành vệ sĩ chính của chú Mồng đây. Vâng, nhất trí rồi. Nhất cử nhất động của chú ấy mày phải bảo vệ tuyệt đối. Được, được. Thế nhưng mà đúng ông trẻ nói thế à? Ông trẻ nói thế. Được rồi, con sẽ nhất trí luôn. Bây giờ mày vào nhà, vâng. Mày dọn cho cô hai phòng. Vâng. Cô với chú Mồng sẽ ở đây lánh nạn vài hôm. Dạ. Ở đây mấy hôm nhỉ? Được. Này, phải giữ tuyệt đối bí mật, không được nói cho ai biết là cô với chú Mồng ở đây. Ôi giời, yên tâm đi. Nhưng mà ngại quá, nhưng mà thôi người nhà thì cứ nói thôi nhá. Sao? Nếu mà già rồi nhưng thỉnh thoảng vợ chồng con có yêu nhau một tí thì đấy, thỉnh thoảng đấy nhá. Vào đây bà cho tôi cốc nước vối đây. Lúc cần uống thì chả uống cho, bây giờ uống thì to bụng mới làm cái gì. Và vớ vẩn. Thế thì ngoài kia thế nào rồi? Tạm ổn, tôi đang lo tiền đây. Mấy cái thằng giận nhạt sờm với mấy cái lão nhận để lăn xê con ngà thì mình thành sao hay chiếc gì đấy. Đang phát mặt tờ tiền đấy kìa. Mất dạy. Mấy cái thằng nó dạy chuyên môn cho cái con bác bò nhà mình. Dạy thì không tới nơi tới chốn, cứ mở mồm ra là tiền. Lạ thế. Căn dâu đổ đồ tằm nhá, tự nhiên hới mưng lên bảo đào tạo ơi con ngà này, con bác bom nhà mình ấy, thành ca sĩ mới chả có xiếc. Bây giờ mặc kệ ông đấy, không có tiền đâu. Ừ, tí nữa bảo thách tôi. À, đúng rồi, nhà con có chó đấy. Chó gì? Ừ. Thế cho ông mổ thịt chó tôi mang ra chợ tôi dơ cái mặt ra, người ta không hiểu nguồn gốc thực phẩm an toàn đến đâu, người ế sưng mà tây nó mua cho ông à? Bà không phải lo, tí nữa tôi mang ra thú y, tôi xin dấu kiểm định khai tử cho nó, tôi thịt mang cho bà bán, được chưa? Con chó một cái đá thừa một cái tát thì thiếu, dúng thịt phải bao nhiêu? Còn năm nay ấy, nhà có thêm khách là cái thằng Mồng đấy. Thế chân ông tính thế nào đây? Nghèo thì nghèo, làm cho nó giá nhẹ, nhá. Ừ, dù sao cái thằng Mồng nhà mình, nó cũng là một ngôi sao Hàn nổi tiếng. Kẻ đón người đưa, kiểu gì kiểu mình cũng phải vay mượn, làm cho đàng hoàng. Con lại ông bà trẻ ạ. Sao trông người tơi tả thế kia? Dạ, con... Vào nhà uống nước. Nước à? Ê, uống nước nhà ông bà trẻ mang vạ vào thân này. Sao đây? Con đất tê rồi. Tôi nghe cho ông bà trẻ đến cái tâm con cũng chả dám dùng. Tao biết rồi. Tao biết nguyên do làm sao rồi. À? Thế tóm lại vợ mày đã bảo gì? Chả bảo gì cả. Thì ông bà là phai vế thì gọi là ông bà thôi. Con học cùng với con thôi. Mình là đến tuổi mãn thôi. Sang nhà bà uống nước về. Làm vợ con nó bảo già rồi. Lắm chuyện. Đừng nghĩ là thế nào rồi. Cứ mỗi một lần mà cậu Mồng mới lại vác bom định ấp hay là định gì đấy thì con lại ra đầu ngõ, con lại đứng gác ở ngoài đấy. Không ai dám vào cả. Tốt. Này, ông bà trẻ nghèo thì nghèo, dạ, cũng phải cho ra lò một ngôi sao tầm cỡ. Chưa nghe dân ca bao giờ à? Em có, nhưng mà chỉ nghe qua mạng thôi. Nhưng mà nói thật nhé, nghe qua internet không hay bằng nghe thật chị nhỉ? Tất nhiên. Tôi cũng thích dân ca quê mình lắm, nhưng mà bố tôi chỉ thích nhảy nhạc Hàn Quốc, hát nhạc Hàn Quốc giống kiểu của anh ấy, tôi chẳng thích gì cả. Chị có biết hát dân ca không? Được. Hôm nào dạy em hát dân ca nhé. Hát dân ca à? Anh thích hát dân ca thật à? Vâng. Nhưng mà không hát để làm gì? Mẹ em thích nghe hát dân ca. Em học hát dân ca về để hát cho mẹ em nghe. Ừ, nhất trí thôi. Nhưng mà thế thì anh sẽ phải nhận tôi là cô giáo. Phải gọi là cô giáo cơ. Ok. Nào. Cô giáo nhá.
Thưa cô ạ. À. Được rồi, con ăn. Con sao? Nhìn nó thao lại đấy. Ông trẻ đang dắt chó đi thi hành. Chuẩn bị đến đây rồi. Tập tập tập, bây giờ nhá. Cháu phải vào, cháu làm cơm nhá. Cháu phải đi ông trẻ nhá. Bây giờ mình phải làm như thật nhá. 1, 2, 3, quay vòng tròn, đúng rồi. Quay thêm vòng nữa, quay vòng nữa. Quay vòng nữa, đúng rồi. 1, 2, 3, lắc sang bên phải, lắc sang bên trái, lắc sang bên